Bé ơi, sáng rồi, dậy trong thôi. Bài học đầu tiên của chào tiếng Việt, các bạn nhỏ hãy cùng gia đình Miu Nguyễn học với cách chào hỏi nhau trong tiếng Việt nhé. Con chào mẹ ạ. Chào con nhé. Chào Miu Nguyễn. Bé ơi, sáng rồi, dậy thôi. Em chào anh Dế. Anh chào bé. Dậy ăn sáng nào. Bé chào ông mặt trời ạ. Chào bé. Con chào bố ạ. Chào con. Con chào mẹ ạ. Chào bé nhé. Miu Nguyễn chào các bạn. Chào Miu Nguyễn. Chào các bạn. Chào tiếng Việt. Xin kính chào các quý vị khán giả của chương trình Chào Tiếng Việt. Tôi là Thụy Anh. Các bạn trẻ có thể gọi là cô Thụy Anh. Còn mình là Miu Nguyễn, mèo gốc Việt. Miu Nguyễn cũng xin chào các bạn. Chào Miu Nguyễn. Chào các bạn trẻ nói tiếng Việt và muốn học tiếng Việt ở khắp năm châu. Ồ không, ở khắp 6 châu cơ cô ạ. 6 châu cơ à? Miu Nguyễn có thể nói được cho cô Thụy Anh là những châu nào không? Dạ vâng ạ. Đó là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc và châu Nam Cực ạ. Miu Nguyễn nói đúng quá. Xin chào các bạn trẻ nói tiếng Việt ở khắp 6 châu. Và Miu Nguyễn cũng đang cùng sống với gia đình của Dế và bé ở châu Âu, có phải không? Vâng ạ, xin mời các bạn làm quen với gia đình tôi. Anh Dế. Bé. Bố. Mẹ. Ông. Bà. Mimi. Cô Thụy Anh ơi, lời chào của người Việt Nam được nói thật nhiều cách cô nhỉ? Đúng vậy đấy, Miu Nguyễn nói gì cũng đúng. Vừa rồi các bạn trẻ nghe thấy những gì nhỉ? Em chào anh Dế. Anh chào bé. Bé chào ông mặt trời ạ. Chào bé. Con chào bố ạ. Chào con. Con chào mẹ ạ. Chào bé nhé. Chào Dế. Chào bé. Chào con. Chào Dế nhé. Chào bé nhé. Chào con nhé. Em chào anh Dế. Anh chào bé. Mẹ chào con. Miu Nguyễn chào các bạn. Còn bây giờ, xin mời các bạn hãy quay sang chào những người đang ngồi bên cạnh mình. Chào. Chào nhé. Chào Miu Nguyễn. Cô Thủy Anh
chào Miu Nguyễn nhé. Miu Nguyễn chào cô Thị Anh nhé. Từ nhé trong tiếng Việt thật là đáng yêu phải không nào? Nhưng cô Thị Anh còn có một từ nữa cũng rất là đáng yêu đấy. Đó là từ ạ. À. Các bạn thử đoán xem từ ạ à thường dùng khi chào ai? Con chào mẹ ạ. À. Con chào bố ạ. À. Em chào anh Dế ạ. À. Em chào chị ạ. À. Chắc các bạn đã đoán ra, khi chào người lớn hơn mình, chúng ta dùng thêm từ ạ. À. Miu Nguyễn nói rất đúng. Miu Nguyễn luôn luôn đúng. Mời các bạn hãy chào những người lớn hơn mình và có thêm từ ạ à ở cuối nhé. Em chào anh Dế ạ. À. Con chào bố mẹ ạ. À. Cháu chào ông bà ạ. À. Bây giờ, cô mời Miu Nguyễn và các bạn cùng nghe một bài hát toàn những lời chào nhé. Trong lúc nghe, cô Thủy Anh đố Miu Nguyễn, đố các bạn đếm được có bao nhiêu tiếng chào trong bài hát này. Ồ, khó đấy ạ. Chúng ta cùng nghe và đếm nhé. Bài hát đã kết thúc rồi. Các bạn và Miu Nguyễn đã đếm được bao nhiêu tiếng chào trong bài hát này thế? Có 4 lời chào cô Thủy Anh ạ. Ồ, 4 lời chào ư? Vậy chúng ta cùng đếm lại một lần nữa xem có đúng không nhé. Chim gặp bác chào Mào, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Chim gặp anh Chích Chòe, chào anh.
Chim gặp chị sáo nâu, chào chị. Chim gặp ba chào nào, chào ba. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Chim gặp anh chị Chuê, chào anh. Chim gặp chị sáo nâu, chào chị. Như vậy, chú chim Vành Khuyên trong bài hát đã chào 4 lần tất cả. Miêu Nguyễn rất là giỏi, Miêu Nguyễn đếm đúng rồi. Hoan hô Miêu Nguyễn. Tuy nhiên, nếu như có bạn nào ngồi trước màn hình đếm được 5 tiếng chào thì bạn ấy vẫn đúng các bạn ạ. Bởi vì trong bài hát này còn có một tiếng chào nữa, đó là ở câu chim gặp bác chào mào, chào bác. Chim gặp bác chào mào, chào bác. Nhưng chào mào có phải là lời chào không nhỉ? Không, đó không phải là lời chào, mà đó là tên của một loài chim, chim chào mào. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, cô Thụy Anh có một bài tập nho nhỏ dành cho các bạn. Các bạn hãy sử dụng các cách chào mà cô và gia đình Miêu Nguyễn đã dùng để chào hỏi mọi người trong gia đình hàng ngày nhé. Các bạn hãy sử dụng các cách chào trong chương trình để chào hỏi mọi người trong gia đình hàng ngày nhé. Hãy cùng ôn lại bài nào. Chào Miêu Nguyễn. Chào Miêu Nguyễn nhé. Miêu Nguyễn chào cô Thụy Anh ạ. Chương trình của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại.